Chúng ta sẽ ghé quán món ăn vặt đường phố rất là nổi tiếng ở Bình Thạnh, là quán bò bía súp cua, rất là đông khách, nằm ngay tại số 276 Lê Quang Định, phường 7, Bình Thạnh. Đây là súp cua được nấu với bắp, được cô đầu bếp múc cho khách đây. Đó, các bạn có thể thấy nồi súp cua rất là to, rất thơm ngon. Đó. Đây là cô chủ quán đang cuốn bò bía. Đây cô chủ ngồi trong. Đây là họ hàng của cô chủ. Đây là súp cua khách mang về các bạn, được đựng trong hộp nhựa. Ăn gì em ơi? Đây là cô đầu bếp đang múc súp cua mang về cho khách. Đây có thể thấy rõ là bắp Trung Quốc. Chỉ nhìn thôi và cái mùi nó xộc lên mũi thì khó có thể hưởng lại cái vị giác của mình. Đúng các bạn. Muốn một chén thì ăn trước kia rồi ăn vô chén bằng cuối chợ. Đây là mang về cho khách. Khách ghé mua về rất là nhiều. Người nhà thì mang giao hàng cho khách. Các bạn thấy quán nhỏ. Khách ăn cũng rất là đông. Đây là những món tráng miệng tại quán bò bía với súp cua, trà sữa, rau câu, bắp lá dứa, 8.000 một hũ. Có cả kim chi nữa các bạn. Mắt chai xanh dây, bạch hà, kem đầy đủ. Đây là bò bía được cuốn sẵn để cho khách mua mang về các bạn. Sáng mới nhận thùng á. Đây cô chủ đang cuốn bò bía cho khách. Các bạn có thể chiêm ngưỡng gia vị của bò bía đây. Món gì? Mộc lan. Lên coi nước sốt bò bía. À, biết rồi đại ơi, cuốn hai cuốn đi nhi, đã dặn cuốn hai cuốn trước đi. Đôi tay các cô rất là khéo léo, rất là nhanh nhẹn các bạn. Cho mấy cô làm hàng ngày và làm rất là nhiều. Cuốn rất chặt và đẹp, 10 cái như 10. Đây là gia vị và cách cuốn bò bía. Cái này là gì cô? Củ sắn. Cái này là gọi là củ sắn. Củ sắn là luộc sẵn phải không cô? Là bào sợi. Còn cái này? Lạp xưởng với ruốc. Lạp xưởng trộn với lại ruốc. Tức là con tép á. Đây, ruốc đây các bạn.
và đây là rau, rau bỏ bò bía, bánh tráng và cô thợ đang ngồi cuốn. Cô làm hàng ngày và làm số lượng rất là nhiều nên là cuốn nào cũng rất là đẹp, rất là đều nhau. À, các bạn thấy không? Các bạn có thể thấy là cuốn bò bía của cô rất là chặt, rất là đều. Đây là nấm đông cô dùng để nấu súp cua của quán bò bía súp cua của cô Trang. Đây là bà con của cô đang sắt nấm đông cô rửa sạch ra để làm gia vị nấu món súp cua. Còn đây là gì cô? Nấm tuyết. Đây là nấm tuyết. Đó, khâu chuẩn bị. Nó cũng ở sau nhà. Sắt giống vậy luôn. Đây bạn, đây là bò đĩa khách mua về rất là nhiều, hai bì to các bạn thấy không? Cô nhân viên đang cũng để đưa về đem về cho khách. Quán nhỏ. Bò đĩa với lại súp cua này là quán này không có tên nhưng mà quán của cô Trang các bạn. Khách rất là đông. Đó các bạn có thể thấy không gian rất là nhỏ nhưng mà đã rất là nhiều người rồi. Nhân viên đang múc nước chấm để gói mang về cho khách. Đó. Khách mang về sẽ được gói cẩn thận. Đây là shipper tầng nhà, tầng cơ quan công ty của quán cô Trang các bạn. Mỗi lần anh ship rất là nhiều bò bía và súp cua. Cua thì bỏ trong hũ nhựa, còn bò bía thì được bỏ trong hộp bọc giấy, bọc và ni lông lại. Đó. Mỗi lần anh ship là khoảng mười mấy hai chục súp lớn các bạn. Mình sẽ phỏng vấn khách vừa ăn xong các bạn để biết cái bò bía với lại súp cua của quán cô Trang. Chị ơi, cho em hỏi là chị biết đến quán bò bía với lại súp cua này lâu chưa ạ? Mấy năm rồi chị ha? Qua khoảng bao nhiêu năm? 6-7 năm rồi. Là chị ăn ở đây 6-7 năm rồi. Chị thích nhất là ở quán này là món gì ạ? Súp cua à? Ngon không chị? Là chị có ăn ở súp cua ở mấy quán khác chưa? Ăn rồi nha, cũng ngon quá này. Dạ dạ. Còn bò bía ở đây thì sao chị ha? Là ngon, là chị là khách muối ruột của quán này đó. Chị cho em biết là cái bò bía chị ăn là bao nhiêu, tính ra bao nhiêu phần? Không biết. Là súp cua là bao nhiêu chén ạ? Là chị ở xa đây không chị ha? Ở Gò Vấp. Gò Vấp cũng gần đây. Rồi em cảm ơn chị. Khách đang là súp cua các bạn. Khách vẫn liên tục ghé mua súp cua nay giờ và bò bía. Cô Trang cho cô hỏi là súp cua bao nhiêu chén một phần cô? Ăn ở đây là 15 ngàn. Dạ, mang về hộp nhỏ là 17, hộp lớn 22. Ăn ở đây là 15, mang về là hộp nhỏ là 17 và hộp lớn là 22. Còn cái bò bía tính mình bán tính sao con? Ăn về cũng vậy. Bò bía là giá 3.000 một cuốn.
bằng thứ tiếp tục mua mang về rất là đông. Là biết rồi đã ơi. Cô Trang quán mình bán từ mấy giờ mấy giờ cô Trang? Là mấy giờ là hết con? Nó không biết vô cần lắm. Dạ dạ dạ, khoảng mấy giờ là thường thường mấy giờ con? Ở đóng giờ đó. Dạ rồi, con cảm ơn cô Trang. Quán bán từ 2 giờ chiều các bạn. 2 giờ chiều tới khi hết hàng là đóng cửa. Còn khoảng 7 8 giờ là hết hàng. Là tủ nước giải khát và những món mà ăn đi kèm của quán bò bía và súp cua cô Trang. Ở đây có trà sữa này nè, trà sữa trân châu trắng nè, trà thái xanh nè, thái đỏ nè, cà cao, rau câu bắp lá dứa có 8.000 thôi, kem 14.000, matcha, cà cao và chanh dây bạc hà nữa. Ở đây có kim chi Hàn Quốc. Quán nhỏ gọn. Đây là rút các bạn, lạp xưởng và cô cú sẵn. Đây là rau. Rồi sáu nộm. Cô đang từ tay bỏ bánh tráng. Cô bên cạnh sẽ bỏ rút và cả lạp xưởng. Các bạn thấy không? Tay của cô rất là nhanh. Salad các bạn, salad và rau thơm. Đây là sắn, dây, chín và sợi. Đó, cô lấy thêm sắn. Sắn được vào sợi và hấp chín. Rồi chúng ta sẽ coi cái nồi sắn sợi của cô. Đây các bạn. Thành phần chính của bò bía đây các bạn. Rồi, cô đang đậy nắp lại được rồi cô Trang. Cô Trang đang bỏ sắn sợi và cuốn lại. Đây là nồi súp cua được nấu bằng nấm đông cô với lại là nấm tuyết cộng với lại rất là nhiều gia vị của quán súp cua cô Trang. Cô Trang vẫn đang ngồi uống bò bía, khách thì ghé mua về. Đây chúng ta sẽ xem khách ăn bò bía và súp cua của quán cô Trang. Không. Anh ơi, anh có hay ghé quán này không anh? Ghé lần đầu tiên, thấy đông quá. Đông quá là ghé, cũng tò mò ghé. Dạ. Mà anh mới ăn tí xíu anh thấy ngon không anh? Rất là ngon. Có ngon hơn súp cua ở mấy quán khác không anh? Mỗi quán nó có đặc điểm riêng nhưng mà mình ăn cũng... Dạ, trời em cảm ơn anh nhiều ạ. Đây là công đoạn rửa sắn. Sắn được gọt vỏ rất là to. Rửa sạch để bào sợi làm bò bía các bạn. Đây cua rất là nhiều gia vị bổ dưỡng thích hợp cho những người mà đau bệnh hoặc là những người mà yếu càng ăn những thứ như mềm mà dễ hồi phục sức khỏe, những người già, trẻ em hoặc là những người đau bệnh các bạn. Đây là công đoạn sắt củ sắn để làm bò bía các bạn. Các bạn có thể thấy đây là sắn được gọt vỏ rửa sạch nè. Cô sẽ sắp mỏng và tái sợi ra, sau đó sẽ bỏ trong bì này và đem ra ở ngoài bếp lửa để mà hấp chín.
nó rất là sạch sẽ đó, nó trắng. Bỉa cô Trang ăn, nó là khách mới, cái khách mối của quán cô Trang đây các bạn. Cô, cô có hay ghé mua bò bỉa với lại súp cua cô Trang không ạ? Là cô biết quán cô Trang bao lâu rồi cô? Gần chục năm. Gần chục năm cô hả? Nhà cô xa đây không cô? Gà. Cô thấy cái giá bò bía với lại giá súp cua ở quán cô Trang thế nào cô? Quá hợp lý, vừa túi tiền, đó, dạ. Chất lượng. Dạ, dạ. Cô ơi, cô cảm ơn cô ạ. Đây mình mới phỏng vấn xong cô khách là phần mối ruột của quán cô Trang.